Chào các bạn, trong cái video hôm nay Nguyễn Hồng Audio xin giới thiệu đến các bạn một loạt sản phẩm mới về rất là hiếm và độc lạ, nhưng mà mức giá này rất là vừa phải. Và xin tiết lộ với các bạn là mức giá hôm nay chỉ từ 3 triệu 6 cho đến 17 triệu rưỡi thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu những cái sản phẩm đầu tiên nhé. Đầu tiên đối diện của chúng ta là một cái đầu CD đến từ Philips. Đây là một đầu CD record, có nghĩa là một đầu có chức năng thu. Thì chức năng thu này chúng ta đòi hỏi phải có đĩa CDR, có nghĩa là CD rewind. Nó khác những cái dòng đĩa trắng mà chúng ta ghi bằng máy vi tính nha các bạn. Dòng CDR là những cái đĩa CD chuyên về audio. Nhưng mà chúng ta không tính đến cái chức năng đó, thì chức năng chúng ta phải mua cái đĩa đó rồi. Chúng ta chỉ tính chức năng mà nó đọc CD. Chất âm của dòng này nó đọc CD rất là tuyệt vời, được sản xuất và lắp ráp tại Hungary, một quốc gia đến từ châu Âu, nên nó mang cái hơi hướng âm thanh châu Âu rất là hay, rất là mượt mà. Với mức giá 3 triệu 6 thì đây là một cái dòng nó không thể nào có sự lựa chọn nào mà có thể khác biệt ở cho âm thanh hay hơn, khó khó mà chúng ta tìm được những dòng cho âm thanh hay hơn với mức giá này. Philips CDR760 nó có thiết kế mặt đồng hồ nằm giữa, cửa đĩa nằm bên tay trái, và các chức năng như ghi nó khá là đơn giản, chúng ta chỉ chọn cộng vào và chúng ta record thôi. Nếu chúng ta có đĩa CDR thì chúng ta có thể bỏ vào để chúng ta làm DAC cũng được, có nghĩa là nó cần đĩa mồi, nhưng mà cái đĩa mồi này là đĩa CDR. Và cái đầu này thì nó đọc đĩa khá là tốt, mình cũng đã thử rất là nhiều loại đĩa CD, từ những dòng CD chợ, những dòng CD gốc cho đến những dòng CD mà chúng ta tự chép thì nó đều đọc rất là tốt. Với mức giá này mà rất là hợp lý, bạn nào có nhu cầu hãy sớm liên hệ mình nhé. Rồi tiếp theo là một cái dàn dàn âm thanh lớn của Sony. Sony thì là một hãng lấn sân khá là nhiều lĩnh vực, từ những dòng loa âm ly đến đầu đĩa rồi rè bao, rất là nhiều. Về cái mảng về cái dàn âm thanh thì có thể nói là rất là phong phú. Những cái dàn xài trung thì nó có những dàn 367, 368. So với mức giá thì dàn MD 367 là một dàn khá là dễ chơi và khá là thuận lợi cho các bạn nào mà có cái mức kinh phí vừa phải, mà người ta thích chơi những cái dàn mà ta cho tiếng bass hay và tiếng những âm thanh nó trong trẻo và mượt mà. Với cái mức giá 6 triệu 2 thì đây là một cái mức giá khá là phù hợp cho với những các bạn mà có đòi hỏi âm thanh mà nó phải nghe nhạc vàng hoặc là những loại nhạc trữ tình nó hay, thì đây là một dàn thể hiện khá là tốt, có đầy đủ các chức năng đọc đĩa MD và CD, với 5 đĩa CD và 5 đĩa MD, và phía dưới nó cũng có thể kết nối đến những cổng vào, như chúng ta chỉ có kết nối AUX, có kết nối DVD bên ngoài hoặc là tape, chúng ta có thể kết nối rất là nhiều. Cái loa chúng ta thấy bên trong nó màu đỏ rất là đẹp. Thớt dưới là thớt âm ly, thớt trên này là CD và MD. Rồi cái dàn này 6 triệu 2 nha các bạn. Ok, nổi trội nhất trong cái video nãy giờ mình quay cho các bạn đã thấy một cặp loa màu đỏ đến từ hãng Tenor. Đây là một cặp loa có thể nói là độc và đẹp và rất là tinh tế, mà mức giá 7 triệu thì rất là bất ngờ. Thì bạn nào mà theo dõi kênh Nguyên Hồng Audio từ khá lâu thì bạn thấy cặp loa này mình cũng đã từng có giới thiệu một cặp loa cách đây gần một năm. Thì như vậy các bạn đã thấy được sự hiếm của nó, tại vì mình bán loa Tenor rất là nhiều, nhưng mà gần một năm rồi mình mới có sở hữu lại cặp loa này. Tenor model là Revo. Cái dòng Revo này nó có thiết kế khá là độc đáo. Phía trước là mặt của nó là màu đỏ, nhưng mà phía sau của nó là màu xám, bên hông là màu xám. Cái gân thì dính hơi dính bụi một tí nha các bạn, bạn thể về vệ sinh dính bụi chứ không có gì cả. Cái thiết kế của Revo là cái thiết kế gọi là thiết kế không lưới, nên chúng ta có thể thấy nó không có cái chốt gì cả, nó chỉ là để như vậy thôi, không có ai căng. Thì với cái thiết kế này nó làm cho cặp loa chúng ta nó rất là phù hợp, chúng ta bố trí chúng ta khỏi phải lăn tăn tháo lưới ra đậy lưới vào, tại vì nó không có lưới rồi. Mà đa số các bạn thường chơi âm thanh thì nó chúng ta cũng không cần lưới cho lắm, tháo ra để nó trưng bày đẹp hơn. Mới nhắc lại là cặp loa này là nguyên thủy của nó là không có lưới nha các bạn, nghĩa là ngay từ lúc mới sản xuất ra là không có lưới.
Runway Revel được sản xuất và lắp ráp tại Hungary, nó mang những âm hưởng của châu Âu rất là hay. So với mức giá 7 triệu thì chúng ta nó đánh bật cả dòng Tannoy 120. Khó mà tìm được cặp loa Tannoy nào mà mức giá này mà nghe âm thanh được như vậy. Ok, tiếp đến là JBL 4408A, dòng mà mình đã bán rất là nhiều và có thể nói là dòng bút xe mà Nguyên Hùng Audio bán nhiều nhất. JBL 4408A là một dòng loa nằm trong series 44 của hãng. Đây là series 44 mà với dòng loa nhỏ nhất là 4408, thì cái loại dòng 4406 mới là nhỏ nhất, nhưng mà dòng 4408A thì vẫn là lớn hơn. Với loa bass 20 và loa trép titanium, có thể nói đây là dòng trép mà hãng sử dụng khá là nhiều, từ những dòng loa kiểm âm cho đến những dòng loa dân dụng. Thì cái trép này thì mình cũng không nói nhiều nữa, các bạn tự thể thấy gõ mạng thì thấy cái dòng trép này nó là độc quyền của JBL rồi. Chất âm nó thể hiện rất là hay, rất là mượt mà. 4408A nó khác, nó sẽ khác 4408 thường ở chỗ là nó lược bỏ đi cái nút cross server để chúng ta chỉnh trép. Như vậy chúng ta không phụ thuộc vào trép dẫn lên loa nữa mà chúng ta sẽ phụ thuộc vào âm ly. Như vậy nó khá là thuận tiện. Nếu như loa chúng ta để trên cao rồi thì chúng ta nhiều lúc muốn chỉnh thì chúng ta lại loa chúng ta chỉnh rồi nó sẽ bất tiện. Và đặc biệt nhiều lúc cái nút đó nó dơ, nhiều lúc nghe sột sẹt chúng ta sẽ rất là khó chịu. Đôi loa này thì có mức giá là 9 triệu nha các bạn. Mình sẽ có video test về âm thanh nó sau. Rồi ok, tiếp đến là một cặp loa đến từ Pioneer. Có model là HBM60. Đây là đàn em của dòng HBM100, thiết kế gần như tương tự, chỉ khác điều duy nhất là cái bát nó chỉ 25 thôi. Thiết kế gần như tương tự nhưng mức giá chỉ là hơn một nửa một chút xíu. HBM100 bây giờ có mức giá là gần 30 triệu rồi, nhưng mà HBM60 chỉ là 16 triệu. Nó sở hữu một loa super trép, một loa trép, một loa mid và một loa bass 25. Chúng ta thể thấy cái loa siêu trép là hình chữ nhật ở đây này. Đây là một cái loa nó cho âm thanh gọi là giải siêu cao. Chúng ta sẽ để ý những cái tần số rất là cao của những bản nhạc thì chúng ta sẽ nghe được cái tiếng này nó ra. Nó sẽ tạo ra cái âm hưởng mượt mà cho cái bản nhạc rất là nhiều. Còn về cái những cái trép và cái mid hoặc là cái bát này thì nó tương tự dòng HBM100. Bát của nó là gân vải tạm dầu, khá là giống dòng bát của JBL mà những cái dòng như 4311, 4312. Chỉ khác là màu nó không phải màu trắng thôi. Công nghệ này cũng do nó mua lại của hãng JBL nha các bạn. Bạn sẽ thấy nó cái bát này rất là giống. Đôi loa này có thể nói là đôi loa nghe nhạc vàng khá là tuyệt vời so với tầm giá 16 triệu. Rồi tiếp đến là một siêu phẩm loa cây của Pioneer. Chắc thoạt nhìn các bạn nghĩ đến giống như cặp loa hôm bữa mình giới thiệu là từ quý 504 AV, nhưng mà cặp này thì lại là 404 AV, một dòng nhỏ hơn nhưng mà thiết kế của nó cũng không hề thua kém vào dòng đàn anh. 404 AV nó có thiết kế đến 3 loa bass 20, một loa trép còi, và chiều cao của nó là gần 1m2, rất là cao. Thùng của nó màu gỗ cánh gián rất là đẹp. Mình một bên mình đẩy lưới lại rồi, một bên đang tháo lưới ra. Các bạn thì thấy lưới của nó vẫn làm cái gỗ ở phía trên, và ở phía dưới nó vẫn có cái đế lòi ra này. Nhìn nó cặp loa dù chúng ta mở lưới hay đẩy lưới chúng ta đều thấy rất là đẹp. Những cái dòng loa mà trong cái series họ nhà The Win thì chúng ta để ý những dòng đó, chúng ta nên chơi những dòng có trép còi nó sẽ hay hơn. The Win 404 AV là đối thủ khá là đáng gờm của dòng The Win 99X. Nó sử dụng đến 3 loa bass nên về phần bass thì nó thể hiện mạnh mẽ và uy lực hơn rất là nhiều. Trép còi thì nó giống như dòng 99X này, nó ngang ngửa. Như vậy là chúng ta có một cái mức giá ngang ngửa cặp loa 99 từ quyền X, nhưng mà chất âm bass nó dễ trầm, nó thể hiện tốt hơn và hay hơn rất là nhiều. Các bạn thì thấy cặp loa rất là cao nên mình lui ra xa, nó vẫn không quay hết bao trọn được cặp loa này, thì mình lui ra xa nữa. Thì với mức giá là
17 triệu thì đây là một sự lựa chọn rất là hoàn hảo, rất là tuyệt vời cho bạn nào thích những em chân dài và thích nhặt vàng, thích pioneer. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái video test hôm nay. Bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ mình sớm số điện thoại dưới góc màn hình, và đừng quên bấm nút đăng ký để nhận được những video thông báo mới nhất đến từ kênh Nguyên Hồng Audio của mình. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video clip khác.